Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Những tân binh tạo điểm nhấn trên cái đàn xe Việt trong cái năm 2019. Nhiều mẫu xe mới ra mắt trong cái năm 2019, điển hình như Yamaha XT, Figo, Honda Winner X, SH 2020 v.v. Và gần đây là cái phiên bản Honda FX 2020, khiến thị trường xe máy ở Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong cái năm 2019, thị trường xe máy đón nhận rất nhiều mẫu xe mới, không chỉ là xe sản xuất trong nước, xe nhập khẩu và xe điện cũng tạo nên những điểm nhấn đầy chú ý. Honda SH 2010 ra mắt một cái thế hệ hoàn toàn mới. Cái chiếc Honda SH 2020 ra mắt ở Việt Nam vào hồi cái tháng 11 vừa qua có thể coi là một cái sự kiện nổi bật nhất thị trường xe máy cho năm 2019. Cái mẫu xe tay ga cao cấp nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên ở trên thế giới ra mắt cái mẫu xe máy này. Và chỉ vài giờ sau khi SH 2020 trình làng tại cái triển lãm ESMA tại Ý. Cái chiếc SH 2020 được thay đổi thiết kế thể thao và cứng cáp hơn. Cái mẫu xe tay ga có tới 2 phiên bản động cơ 125 và 150cc, cùng với những lựa chọn như phanh TBS và phanh ABS. Chỉ mức chênh ít cho cái chiếc Honda SH 125, cái bản TBS là 71 triệu đồng, còn phiên bản ABS là 79 triệu đồng cho phiên bản 2020. Mức chênh ít của Honda SH 150, cái bản TBS là 88 triệu đồng và cái bản ABS là 96 triệu đồng cho cái phiên bản năm 2020. Do sức hút rất lớn nên Honda SH 2010 được các tỷ đùng giá lên rất là cao, mức giá trên khoảng từ 14 đến 20 triệu đồng tùy theo từng khu vực. Honda FX 2010 ra mắt thêm một cái động cơ 150cc. Cái chiếc Honda FX ra mắt thế hệ thứ 5 tại Việt Nam vào hồi cuối tháng của năm. Và điều đáng chú ý, cái mẫu xe tay ga phổ thông này có thêm phiên bản động cơ 150cc được trang bị phanh ABS ở bánh trước. Và giá bán của Honda ABS cũng tăng hơn đáng kể so với phiên bản năm 2009. Honda ABS 2010 sở hữu mình thiết kế khác biệt so với đời trước. Ở phần đầu xe, hệ thống đèn pha vẫn là kiểu đèn kép, nhưng có thêm hai cái dải đèn định vị được vuốt vượt lên trên, tương tự như thiết kế của chiếc Winner X 2009. Và giá của chiếc ABS 150 rơi vào tầm từ 55,2 đến 56,4 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với Yamaha NVX 155, cái bản ABS chỉ có mức giá là 52,3 triệu đồng. Yamaha NVX còn có một cái phiên bản 155 không có trang bị ABS chỉ có mức giá là 46,3 triệu đồng. Còn riêng cái phiên bản 125 thì Honda FX 2010 có mức giá là từ 41,2 đến 42,4 triệu đồng. Mức giá này cao hơn phiên bản 2009, dao động là từ 38 đến 41,5 triệu đồng. Xe sẽ mở bán chính thức bắt đầu từ ngày 21/12 năm 2009 với một sức hút cực lớn. Mẫu xe này dự đoán sẽ có mức giá cao hơn mức giá đề xuất từ 6 đến 8 triệu đồng. Honda Winner X 2009 ra mắt, thiết kế gây tranh cãi. Cái mẫu xe con trai Honda Winner thế hệ 2 ra mắt ở Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua với cái tên gọi là Honda Winner X 2009. Và ở cái thiết kế này, mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế mới đến từ nhà Honda. Ở phần đầu thì Winner X chịu ảnh hưởng từ hai cái mẫu tay ga là Honda FX và Vario. Tuy nhiên, thiết kế này cũng tạo ra một cái sự tranh cãi rất lớn với việc xe không có một cái công tắc đèn. Cái cụm đèn nhanh tách rời, cái kiểu bố trí đèn bó rẽ này thường thấy trên những dòng xe di động trần là hơn những dòng xe Thunderbolt phổ thông. Nhiều người dùng cho rằng cái cụm đèn nhanh này cũng rất là bất tiện và không phù hợp trên đường xá ở Việt Nam. Một trong những trang bị được nhiều người mong đợi nhất là phanh ABS cũng đã xuất hiện trên cái chiếc Winner X 2009. Việc bỏ cái công tắc đèn cũng tạo nên nhiều phản hồi. Tuy nhiên, Honda cũng đã quyết định áp dụng điều này trên mọi mẫu xe mới của mình.
Honda Genesis 2.9 được phân phối tới 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn không có ABS thì có mức giá là 46 triệu đồng. Còn phiên bản Camo ABS thì có mức giá 49 triệu đồng. Còn phiên bản DM ABS có mức giá 49 triệu 500 đồng. Và một phiên bản vừa mới ra mắt là HRC thì có mức giá là 51 triệu đồng. Việc Honda Genesis 2.9 ra mắt gây một sức ép đáng kể cho dòng hàng Jupiter 110/2.9 trong một cái cuộc chiến đua quyền. Phân khúc xe con tài 150cc ở Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh những mẫu dòng hàng được nâng cấp không như kỳ vọng. Tuy nhiên, Genesis 2.9 không phải là mẫu xe bán chạy của Honda nói riêng. Chứ mức giá bán cho cái mẫu xe này cũng là ổn định tại các đại lý. Bộ đôi xe tay ga phổ thông Yamaha đã ra mắt. Sau khi Yamaha Grande đã ra mắt vào hồi cuối năm 2018, Yamaha cũng đã tiếp tục ra mắt một cái bộ đôi xe tay ga phổ thông mới cho năm 2019 là Figo và DT. Cái chiếc Yamaha Figo được xem ở hữu cạnh tranh với Honda FS với hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và bản S có mức giá bán lần lượt là 33 và 39 triệu đồng. Trong khi đó cái chiếc Yamaha DT hướng đến nhóm khách hàng là nữ sẽ có mức giá bán là 38 triệu đồng, cạnh tranh rất là nặng ký với Honda X có mức giá bán dao động là từ 37,5 đến 39,8 triệu đồng trong khúc xe tay ga phổ thông. Yamaha Figo và DT cũng được trang bị cho mình có động cơ là 125cc cho ra một công suất đa 8,1 mã lực tại vùng tua là 6.500 vòng trên phút, moment rất đại 9,7 m tại vùng tua là 5.000 vòng trên phút. Dù mức giá rẻ hơn đôi chút so với thủ, thế nhưng cả hai mẫu xe của nhà Yamaha vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng và chưa thật sự áp lực lên những đại diện đến từ nhà Honda. Tân binh mới Honda ADV 150/2.9, một món gia vị nhập khẩu đầy thú vị. Bên cạnh những mẫu xe chính hãng thì thị trường xe nhập khẩu cũng trở nên sôi động không kém phần. Đáng chú ý nhất là một cái mẫu xe tay ga phong cách địa hình Honda ADV 150/2.9 đã chính thức cập bến ở Việt Nam thông qua các hàng bán xe tư nhân. Cái mẫu xe này mang nhiều đường nét giống với người đàn anh lớn là XADV 7/10. Xe lần đầu trình làng tại Indo vào hồi tháng 7 vừa qua và sơn hào 2 tháng, xe được đại lý tư nhân nhập về Việt Nam và có mức giá bán cực kỳ đắt đỏ từ 85 đến 90 triệu đồng. Các chiếc ADV 150/2.9 nhận được cái sự quan tâm cực lớn từ thời điểm xuất hiện tin đồn sẽ nhập vào thị trường Việt Nam. Giống như những dòng tay ga khác đến từ Honda thì ADV 150/2.9 cũng có hai bản bao gồm TBS và phanh ABS. Cái chiếc xe này được trang bị cho mình có động cơ SOC Thunder với một dung tích là 149,73 cc, sinh ra công suất là 14,5 mã lực tại vòng tua máy là 8.500 vòng trên phút, moment xích đại 13,8 cm tại vòng tua là 6.500 vòng trên phút, hệ thống xả khí đạt được cái tiêu chuẩn Euro 4. Mẫu xe nhập khẩu với thiết kế đặc biệt đặt cho cái sự chú ý nhất định, khiến nhiều người tin rằng Honda sẽ phân phối chính hãng sản phẩm này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì Honda Việt Nam sẽ không nhập khẩu và phân phối ADV 1/10 bởi đây là thiết kế thú vị nhưng rất kén khách. Vì vậy, những người yêu thích cái mẫu xe mới này sẽ tiếp tục mua xe dưới dạng nhập khẩu không chính hãng, giống như một vài mẫu xe khác như là Prado 1/10/2.9. Thị trường xe máy điện cũng phát triển rất là mạnh. Vào năm 2019 cũng đánh dấu cái sự phát triển mạnh của những dòng xe máy điện khi có rất nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường này. Sau những mẫu xe máy điện có thiết kế giống như Rara của VinFast, lặng lẽ ra mắt hai cái mẫu xe mới là VinFast Invest và VinFast Ludo. Đây là hai mẫu xe có thiết kế giống như xe máy điện nhập khẩu đến từ Trung Quốc. Một thương hiệu khác cũng đến từ Hàn Quốc là MBI Motor cũng đã ra mắt một mẫu xe mới là NIX 2.9 có mức giá dao động là từ 40 triệu đồng. Và mới đây nhất là cái chiếc Gia Địa G5 2019 cũng đã trình làng ở phân khúc xe máy điện cao cấp. Đối thủ nhắc tới nhiều nhất là VinFast Rara ở cái phiên bản dùng cái pin cao cấp liên hình. Gia Địa G5 2020 có mức giá là 40 triệu đồng. Xuất hiện nhiều những mẫu xe mới
cho thấy tiềm năng phát triển những dòng xe máy điện ở thị trường Việt Nam. Thế nhưng thực tế cho thấy những dòng xe máy điện vẫn có nhiều cái bất cập sử dụng nhiều khi so với những dòng tay ga phổ thông vốn chạy bùng nổ ở Việt Nam. Và năm 2009 là cái sự bùng nổ của những dòng xe tay ga cùng với xu hướng mới chuyển đổi từ xe số sang xe tay ga ở thị trường Việt. Những mẫu xe tay ga mới hầu hết đều có phanh ABS, công nghệ phanh giúp tăng thêm độ an toàn. Và năm 2020, thị trường hứa hẹn sẽ tiếp tục có những cái phiên bản mới cũng như những bản nâng cấp, và chủ yếu vẫn là những dòng xe tay ga cao cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.